rừng Linh Sam nha các bạn. Đó, cũng rừng, cũng nhóm rừng nè, cũng cái tô huyền thoại nè, đó. Giờ ghê chưa? Cụm rừng huyền thoại, cái tô huyền thoại nữa nè. Giá sinh viên nè, anh em nào mua chơi giải trí. So với ngón tay tôi nè. So ngón tay cái nè. Cái này là dòng siêu mini nha các bạn. Mini này là dạng mini siêu mini ta. Siêu mini rồi quá. Nhỏ quá. Đó, cấm rừng mà cái tô huyền thoại mua về rải sỏi lên rồi sau này trồng. Cây này mà ai mà đúng mà chịu chơi á, về ghép cái 86 vô nhìn nó lạ lắm các bạn. 86 nó dễ đâu ha, ghép lên mấy cái đầu cành nhỏ, nhỏ luôn, sau này thành một cái rừng 86 nhỏ nhỏ vậy nè, độc lạ luôn các bạn. Giá sinh viên luôn, sinh viên nhà nghèo luôn á. Đây mua được không, gửi luôn cái tô nha các bạn. Hôm nay mình mua mình bán mình gửi tặng cái tô không à. Có cái lỗ đồng hoàng á nha, tôi lấy mấy khoan tôi khoan đồng hoàng đó. Men đồng hoàng đó chứ không phải còn nguyên si luôn nè, không mẻ một miếng luôn đó. Bạn thấy không? Chịu chơi ghê chưa? Tô không à. Tô này không chắc 20-30 gì quá, mình không rành nữa. Đó. Anh em nào mua được ủng hộ chơi. Siêu mini bao sống luôn. Ai chết tôi gửi tiền lại cho.